Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Chào tất cả mọi người, mình là Kim Ngân. Mình đến từ lớp 11A1. Các bạn còn nhớ biệt danh của mình là gì không nhỉ? Good. Hôm nay nhân chương trình này, mình muốn chia sẻ đến tất cả các bạn về những kỷ niệm đẹp của mình về một người thầy mà để lại cho mình nhiều dấu ấn nhất, đó chính là thầy Tiến, quản nhiệm lớp 9A5. Các cụ học sinh lớp 9A5 ơi, các bạn còn đây không? Thầy ơi, hôm nay con đại diện lớp 9A5 của khóa 2016-2017 để nói lên mong ước của tụi con là: thầy có thấy là tụi con là một ngôi sao may mắn của thầy không? Bởi vì con thấy là cứ mỗi lần tới sinh nhật của thầy, tụi con đều tổ chức. Và những lần sinh nhật đó thầy đều ước một điều ước và tất cả hầu như là đều trở thành sự thật. Bởi vì năm đầu tiên tổ chức sinh nhật cho thầy, thầy đã cầu ước là năm nay thầy nhất định sẽ có vợ. Và sau đó phương trình cuối cùng cũng đã có ẩn số và thầy Tiến cuối cùng cũng đã hết ế. Và tiếp năm tiếp theo thì tụi con cũng đã dành cho thầy một sự bất ngờ vào ngay ngày sinh nhật của thầy. Mong là năm nay thầy sẽ có một baby. Và thế rồi, năm nay thầy đã có em bé luôn. Thầy có cảm nhận là thầy nợ tụi con hai lần rồi. Thế nên lần này tụi con có một mong muốn nho nhỏ, đó chính là được tham dự lễ thôi nôi của baby của thầy. Bởi vì đám cưới của thầy, thầy đã nói là sợ tụi bay đến đám cưới tao tụi bay phá nên không được. Nên lần này thì tụi con hứa tụi con sẽ ngoan, tụi con sẽ không phá nữa, nên thầy cho tụi con xuất hiện ngay đám thôi nôi nhé. Khi mà được dạy các em thì đó là sự may mắn của thầy. Ngay đến thời điểm hiện tại mà khi mà nói về tập thể lớp 9A5 đó với những thầy cô giáo khác thì thầy vẫn cảm thấy rất tự hào và rất là vui, vì là công sức thành quả của thầy trò mình cũng được đền đáp, phải không? Còn việc thôi nôi thì đó là việc của tương lai, ít nhất cũng phải một năm nữa. Khi đó không có mặt là thầy trách đó, là thầy trách đó. Nếu mà có một cơ hội sinh nhật năm nay, liệu thầy có muốn tổ chức lại với các bạn cũ lớp 9A5 nữa không? Và nếu mà có thể thì điều ước của thầy mong muốn thành hiện thực nhất năm nay là gì ạ? Trước tiên là thầy rất mong muốn cái sinh nhật của mình có mặt học sinh của mình. Trong cái ngày sinh nhật của mình mà có mặt các em thì cảm thấy hạnh phúc lắm. Còn điều ước thì... bí mật. Cũng không có gì bí mật, nhưng mà thầy sẽ dành cho gia đình nhỏ của thầy. Baby chắc có lẽ cũng một vài ngày tới cũng sẽ chào đời. Lời cuối con muốn gửi lời chúc đến thầy là mong thầy luôn thành công trong cuộc sống và hạnh phúc bên gia đình. Cảm ơn Kim Ngân. Con nhớ thầy và yêu thầy lắm. Thầy cũng xin gửi lời chúc đến tập thể chúng ta luôn luôn duy trì được sự đoàn kết, gắn bó, yêu thương. Và chúng ta hãy trân trọng những cái khoảng thời gian mà chúng ta sống, học tập bên nhau như lúc này. Cảm ơn thầy.